Wow, chị Sáu tụi đi ăn tiệc đó hả trời? Đi ăn tiệc mặc đồ ở dưới nhà với bà nội. Mày nhìn cúc trên thôi, mày bỏ hốc dưới được không? Tao chưa có thay đồ mà. Trời ơi, tao mới dán tóc với mừng mặt thôi đó. Ê, nhưng mà tao lo quá à. Bữa tao thử cái váy cô dâu á, mà tao chưa có đo chiều dài. Tao nhìn cái váy đó chắc cho người mét 8 không mới cho tao mà. Ôi, biết giày 2 tấc có đủ không nữa. Ủa, cái vụ đồ cô dâu hôm bữa tao tưởng bà nói chơi mà làm thiệt á hả? Trời, đời tao không bao giờ nói chơi. Sáu, Sáu. Gì? Nhìn em thấy được không Sáu? Em căng thẳng quá. Căng quá. Mày bất một hồi là hết tóc luôn á. Bữa nay đám cưới mày hả? Dạ không, em đi ăn đám cưới. À hả, tao tưởng thì chú rể không, mày căng nữa chú rể nữa. Không phải, tại em thấy chị sành điệu nên em muốn xin ý kiến của chị chút xíu cho em nó bảnh bảnh chút xíu à. Trời đất ơi, bẫy cò ở nay bày đặt bảnh tỏn đồ nữa. Nè cha nội, bộ tính vô đám cưới cô gái hả cha? Kệ tao mày, liên quan gì tới mày? Kệ nó cô gái không hơn mày đi cô trai. Vô duyên. Để tao sửa soạn cho. Dạ. Biết đâu năm nay má tao có con dâu, đỡ hành tao mày. Ừ đúng rồi. Để coi coi. Trời ơi, mày đừng có giận nó lên nữa. Khổ ghê vậy đó. Cho tao miếng dầu thơm của mày coi. Nè, xịt dầu thơm đó hả? Ừ. Xịt ít thôi, nửa chai được rồi. Tao xịt nguyên chai luôn. Hôi quá à. Ê, cái thứ gì mà toàn là... Cái gì mà hôi quá vậy? Tao thích thôi. Dầu thơm hay dầu hôi vậy? Chai da đường gì đâu mà toàn là mùi nhuộm không à.